Rồi tập trung đây. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin được chia sẻ về cái gọi là quỹ FTMO để nhà đầu tư nhìn nhận. Và với tựa đề là sự thật về quỹ FTMO có đáng hay không, nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại vấn đề này. Và trước khi đi vào vấn đề chia sẻ về quỹ trên thị trường thì tôi mong muốn rằng bản thân các nhà đầu tư nên nhìn nhận lại vấn đề, cũng giống như hôm qua tôi có chia sẻ về quỹ DT Forex Trader. Thực ra đó chỉ là cụm từ viết tắt của đào tạo Forex Trader mà thôi. Đây là tôi khẳng định với nhà đầu tư, DT Forex Trader đó là một cái quỹ của thằng Việt Nam lúc lùm và để lùa nhà đầu tư mua tài khoản để mua để đánh. Rồi thuốc nhà đầu tư là gì nhỉ? Sẽ được giao quỹ, nhưng thực chất ra đây là một cái bẫy. Nó được copy lại từ cái quỹ được gọi là quỹ FTMO này là gì nhỉ? Để nhà đầu tư nhìn nhận, đây cũng chính là một trong những biến tướng của cái thị trường giao dịch Forex hiện nay, để mở ra để thuốc nhà đầu tư nên nhìn nhận lại để đánh giá được. Và trước khi đi vào vấn đề chia sẻ về đánh quỹ thì nhà đầu tư phải hiểu rằng khi bản thân các bạn muốn được quỹ giao thì bản thân các bạn là gì nhỉ? Phải giao dịch được chuẩn, thì tự khắc người ta sẽ inbox và tìm đến bạn và gì nhỉ? Người ta sẽ trao đổi với cả bạn. Khi mà người ta tìm đến bạn và trao đổi với bạn là người ta đã xem được lịch sử và xem được cách, người ta đã biết được rằng bạn là người đã đánh có lời ở trên thị trường này rồi. Và gì nhỉ? Những cái người này là người ta đã trực tiếp trên thị trường, người ta đã theo dõi bạn rất là lâu rồi, người ta đã xem report của bản thân các bạn thông qua những cái sàn các bạn giao dịch. Các bạn nên nhớ rằng quỹ là từ đâu? Là từ các sàn giao dịch mà ra, mà họ sẽ có ở đấy. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Và gì nhỉ? Tôi mong muốn rằng nhà đầu tư nên nhìn nhận có rất nhiều những cái hướng ở trên thị trường, nhưng sẽ không bao giờ có một cái quỹ nào sẽ cấp cho nhà đầu tư một cái tài khoản demo, sau đó họ copy lại cái tài khoản demo này. Xin lỗi nhà đầu tư, chỉ có bọn lừa đảo bị bợ nó mới gì nhỉ, há mồm ra để mà nó nói những cái câu khốn nạn như vậy để nó lừa nhà đầu tư. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi cảnh báo và tôi chia sẻ với nhà đầu tư. Và khi các bạn chứng minh được report của các bạn, và tất cả những người đánh quỹ không có chuyện sẽ đánh dưới một lot đâu nha. 10.000 đô họ sẽ đánh đều, ít nhất là phải một lot trở lên, chứ không có chuyện là lúc tăng giảm khối lượng và đánh dưới một lot mà được nhận quỹ đâu. Đây là điều mà tôi khẳng định với cả nhà đầu tư luôn khi bắt thân các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Và các bạn cần phải nhìn lại vấn đề này. Và cũng không có chuyện gì nhờ một cái quỹ nào đó sẽ ra ngoài bán cho các bạn một cái tài khoản demo để rồi tạo ra cái cuộc thi đó ở trên thị trường, rồi cung cấp cho các bạn để các bạn vào được gọi là đánh quỹ trên thị trường. Đây là sự lừa lọc đều giả mà gì nhỉ? Nhiều thằng ủy thác Forex, copy trade, thầy dạy Forex không có năng lực và gì nhỉ? Bắn chiến lược hiện nay đang sử dụng những cái tài khoản demo được ẩn danh, phải bỏ tiền ra vào những cái như là nhà DTX, DT Forex Trader hoặc là FTMO này để mua tài khoản lại. Ví dụ giống như ở cái mà FTMO này thì các bạn phải bỏ ra tiền bằng euro để các bạn mua nhé. Còn DT Forex Trader thì các bạn phải bỏ USD ra mua một tài khoản 6-700 đô để các bạn mua lại. Và các bạn nên nhớ rằng đây chính là một hình thức lừa đảo và nó lấy số đông để trả lại cho số ít. Và nhà đầu tư nên cẩn trọng để nhìn nhận, cẩn trọng để đánh giá lại vấn đề này trên thị trường giao dịch Forex. Bởi vì có rất nhiều những kẻ giao dịch bằng tài khoản live của bản thân chúng, thua lỗ, chúng nó bỏ ra những cái số tiền như 5-700 đô hoặc 8-900 đô hoặc 6-700 đô hoặc là euro ra, chúng nó mua tài khoản này để chúng nó đem về, chúng nó thuốc nhà đầu tư, chúng nó kêu nhà đầu tư rằng chúng nó đánh quỹ. Đây là sự lừa lọc trắng trợn hiện nay trên thị trường giao dịch Forex mà bọn không có năng lực, bọn đều cán trên thị trường nó đã từng nói cả nhà đầu tư. Không tin nhà đầu tư bảo rằng rút tiền về tao xem nào, hẹn ra ngay ngoài, tôi xin ngay cuộc hẹn rút tiền trên tài khoản để mua về. Xin lỗi nhà đầu tư, cái thứ lừa đảo đấy ngày hôm qua tôi đã chứng minh cho nhà đầu tư, và hôm nay tôi mở tiếp ra những trang chia sẻ về những góc khuất, các vấn nạn trên thị trường để nhà đầu tư hiểu rõ. Và tôi mời nhà đầu tư xem và nghe theo dõi hết những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường. FTMO có đáng không? Câu trả lời là không, chứ không ở đây mình viết qua toàn bộ để nhấn mạnh điều này nhé các bạn. Một cái bẫy sắc lẹm nhưng nhiều vịt thơm tho để bạn xa. Chào bạn Lai Đình Hoàng.
Bản chất của nó là một cuộc thi tài khoản demo với mức phí cắt cổ. Người chơi nắm đằng lưỡi, FTMO nắm đằng cán và cái cán rất dài. Giải thưởng không đáng, mất luôn tiền phí và cũng mất thời gian. Bạn trả một đống phí tham gia, dễ dàng thất bại, cố tham gia lại lần nữa, rồi lần nữa. Khi chiến thắng được trao một cái gọi là quỹ để giao dịch, vi phạm nguyên tắc là bị đạp văng ra ngoài, bắt đầu lại từ đầu một vòng lặp luẩn quẩn. Nếu bạn thực sự có khả năng và bản lĩnh trade thì chỉ bắt đầu với đô la 1.300, tích lũy lợi nhuận tuần này qua tuần khác thì chỉ sau một năm, số tiền bạn thu về sẽ lớn hơn việc trade cho bất kỳ cái quỹ proprietary nào. Midsize model của FTMO và đồng bọn là thu phí từ người tham gia. Phần lợi nhuận trade thực từ quỹ ở mức 2 chỉ là thứ yếu. Quy định siêu chặt khiến đại đa số người chơi thua, gom tiền phí của đám thua này, chia lại vài đồng cho kẻ thắng. Miếng mồi thơm tho để dụ vào bẫy là khi thắng sẽ được trade với tiền to từ quỹ, lại còn được giữ lại phần lớn lợi nhuận. Sự thực thì một đám ít ỏi, những người thắng sẽ chia nhau một cái vuông. Quỹ khá nhỏ, tài khoản sẽ hiện lên 50k 100k, nhưng số quỹ thực được cấp cho bạn chỉ đâu chừng 7k mà thôi. Trước khi bạn dùng đòn bẫy, thì FTMO đã đòn bẫy trước từ 7k lên 100k để cấp cho bạn rồi. Làm sao FTMO có thể làm được như thế? Đơn giản là áp lên một mớ quy định khắt khe đến kỳ cục chơi trade đôi quỹ. Chỉ được dùng từng chút vốn một, rồi đào phải bé, mức lỗ được phép là rất thấp. Rốt cuộc bạn tưởng mình được trade cái quỹ 100k, nhưng trên thực tế chỉ là trade vài xu lẻ mà thôi. Tóm lại bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia. Vì để giao dịch cho quỹ không hề đơn giản gì, bạn phải sâu vung tài khoản giao dịch một năm với số lót tối thiểu là một trở lên. Sau khi được tuyển trạch viên trắc lọc, bạn mới được liên lạc với họ, rồi từ đó sẽ giao dịch trên tài khoản demo cùng những ứng cử viên khác. Và tất nhiên sẽ không phải đóng một khoản chi phí nào gọi là phí tham gia cả. Khi bạn có năng lực và trúng tuyển, họ sẽ cấp cho bạn tài khoản, nhưng sẽ chia ra từng giai đoạn giữ số tiền cho quỹ khác nhau. Tôi ví dụ, họ đưa cho bạn tài khoản 10.000, bạn làm tốt thì tiếp theo họ cấp thêm vốn cho bạn thành 50.000, 100.000, cứ thế tính lên tùy năng lực của bạn phát triển như thế. Đây là điều mà tôi chia sẻ và tôi cũng có nhắn nhủ và tôi cảnh báo nhà đầu tư trong nhiều năm qua. Nhà đầu tư nên nhớ rằng, FTMO hay là DT4X Trader đều là những hình thức biến tướng ở trên thị trường giao dịch Forex mà thôi. Nhà đầu tư cần thận trọng nhìn nhận lại vấn đề này. Và tôi cảnh báo đến nhà đầu tư về những bọn lừa đảo trên thị trường như ủy thác Forex hay copy trade hoặc thay dạy Forex không có năng lực trên thị trường. Chúng nó sử dụng những tài khoản mua ở trên những cái này rồi chúng nó nói rằng chúng nó đánh quỹ thế này hay thế khác. Xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện này ở trên thị trường. Và các quỹ sẽ không bao giờ cho người của họ ra bên ngoài để live stream và họ sẽ chơi như thế nào, cũng giống như sẽ không cho người của họ ra ngoài bán chiến lược hoặc dụ dỗ copy trade hoặc ủy thác. Đây là điều tuyệt nhiên và cấm kỵ ở tại tất cả các quỹ về trade forex hay là ngay cả chứng khoán hoặc tất cả cũng thế thôi. Nhà đầu tư cần phải thận trọng lại vấn đề này. Và thì trên thị trường giao dịch forex, hầu như các bạn tham gia vào thị trường này, các bạn sẽ thấy một vấn nạn đó nhỉ. Đi đến đâu chúng ta cũng thấy gì nhỉ? Thằng này được mệnh danh là đánh cho hết quỹ này đến quỹ khác. Thằng nào cũng là chuyên gia, thằng nào cũng là nhiều năm kinh nghiệm, kẻ nào cũng là lợi nhuận 5 đến 10% một tháng. Nhưng khi hỏi đến lịch sử giao dịch, nhưng khi chúng ta hỏi đến những giá trị chứng minh ở trên thị trường thực tế thì tuyệt nhiên không bao giờ chúng ta thấy được những cái kẻ này trên thị trường. Nó chứng minh vào trong thực tế, nó cho chúng ta thấy rõ về năng lực của chúng ở trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư hiểu rõ và cũng không có một cái giá trị nào của một quỹ nào tự dưng lại đem tiền của mình đi ra để đi copy của một thằng bỏ ra 600-700 đô hoặc là gì nhỉ, 500-700 euro ra ngoài mua một cái tài khoản demo, xong rồi nhờ họ gắn tài khoản của họ 5-10 nghìn hoặc 100 nghìn vào để họ chịu lỗ 5% trong đấy. Đây là điều âu trĩ của thị trường giao dịch forex mà bọn lừa đảo không có năng lực trên thị trường nó đã thuốc nhà đầu tư. Và đây chính là những hình ảnh và đây chính là những giá trị biến tướng ở cái thị trường về forex này, nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn và những giá trị tôi chia sẻ gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư nên nhìn nhận cho thực tế. Và tôi khẳng định với cả nhà đầu tư, quỹ FTMO có đáng hay không, tôi xin trả lời rằng không đáng. Và đây không phải là quỹ, đây chỉ là một chiêu trò mới ở trên thị trường giao dịch forex được tạo ra để bán tài khoản demo để dụ nhà đầu tư với những cái bẫy để nhà đầu tư mất hết số tiền này đến số tiền khác để hy vọng rằng mình có thể được nhận quỹ. Và các bạn nên nhớ rằng khi các bạn trade ở bất kỳ một quỹ nào, khi các bạn bị out khỏi cái quỹ đấy, xin lỗi nhà đầu tư, nếu có chuyện các bạn sẽ được nhận lại hoặc là
Nếu có chuyện các bạn sẽ được cấp lại vốn để đánh đâu, hoặc là bỏ tiền ra để đánh được lại trên cái quỹ đấy. Đây là điều hiển nhiên. Ngoại trừ các bạn có năng lực, các bạn nghỉ, rồi các bạn thích, các bạn quay lại thì có thể sẽ được. Nhưng riêng với cả người nước ngoài, các bạn nghỉ rồi các bạn xin quay lại chưa chắc người ta đã nhận. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Còn thằng nào nói rằng đánh cho quỹ STMO hoặc là nhà DT4X Trader đâu, tao xin luôn cuộc hẹn nha. Số điện thoại tao là 0932395555 hoặc là 0962212121 hoặc là 0966661585. Tao xin luôn cuộc hẹn nha. Tôi chia sẻ bằng thực tế, tôi chứng minh bằng thực tế, và tôi cho nhà đầu tư thấy rõ những giá trị của kiến thức và những phương pháp ở trên thị trường này, có cơ sở để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Và những gì tôi chia sẻ là những góc khuất và những vấn nạn để cảnh báo đến nhà đầu tư về những thằng thầy không có năng lực, về những kẻ lừa đảo bịp bợ dụ dỗ nhà đầu tư, về ủy thác forex phải copy trade hay mở tài khoản, và cũng đéo có thằng trader nào mà ra bên ngoài trade mà lại còn cần phải donate ở trên thị trường, donut ở trên thị trường. Đó là sự hài hước và kinh cỡm ở trên cái thị trường giao dịch forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chào nhà đầu tư.